Kính thưa chư tôn thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử và khán giả đang theo dõi đài Pháp âm Phật giáo toàn cầu. Nhằm giới thiệu nét đẹp của những ngôi chùa Việt ở trong nước và hải ngoại đến với công chúng, đài Pháp âm Phật giáo toàn cầu kết hợp với nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường, tác giả đã có 50 năm chụp ảnh, viết sách, triển lãm và giảng dạy về các ngôi chùa Việt Nam để thực hiện bản tin chuyên đề về chùa Việt toàn cầu mỗi tháng 2 kỳ, ngày mồng 1 và ngày rằm âm lịch. Mỗi kỳ, đài chúng tôi giới thiệu từ 5 đến 7 ngôi chùa, mỗi chùa có từ 8 đến 12 hình ảnh và bài viết ngắn, giới thiệu địa chỉ, sơ nét lịch sử và bài trí Phật điện. Phần hình ảnh chúng tôi chủ yếu giới thiệu cảnh quan, kiến trúc ngôi chánh điện, tháp, điện Phật và một số tượng thờ, pháp khí. Chúng tôi không đi vào các khía cạnh khác như sinh hoạt, lễ hội, tu học, từ thiện, v.v. Cũng có những tấm hình tác giả chưa cập nhật, nhiều ngôi chùa tác giả chưa đến do tác giả chưa có đủ duyên, mong bạn xem đài hoan hỷ. Những ngôi chùa giới thiệu trong mỗi kỳ thường ở cùng một khu vực, vùng miền ở trong nước và hải ngoại. Chúng tôi sẽ giới thiệu thứ tự trước sau theo năm thành lập chùa, chứ không theo vần ABC tên chùa. Trân trọng giới thiệu đến quý khán giả chuyên đề mới của đài chúng tôi. Rất mong được quý vị ủng hộ và góp ý cho chúng tôi qua các địa chỉ như sau. Đài Pháp âm Phật giáo toàn cầu, địa chỉ 9884 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, điện thoại 714-808-3589 hoặc 808-222-0909, email chuatrenkhong@gmail.com hoặc phapamphatgiaotoancau@gmail.com, Facebook Thùy Linh Nguyễn. Nếu quý vị muốn xem lại những video này trên YouTube, hãy ghi chữ Pháp âm Phật giáo toàn cầu. Chân thành cảm ơn chư tôn thiền Đức Tăng Ni, quý Phật tử và đồng hương, quý khán giả đang xem đài Pháp âm Phật giáo toàn cầu trên YouTube. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Thay mặt đài Pháp âm Phật giáo toàn cầu, Thùy Linh thành kính tri ân quý vị. Chùa Khánh Anh, Angry, Pháp. Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 François Mauriac, Paco Oliver, 91000, Angry, Pháp. Điện thoại 0033016077-2286 hoặc 01649355556 hoặc 0770073399, email thichquangdao@khanhanh.fr hoặc khanhanh@free.fr, website www.khanhanh.fr. Sáng lập Hòa Thượng Thích Minh Tâm, trú trì Thượng Tọa Thích Quảng Đạo. Chùa được Hòa Thượng Thích Minh Tâm thành lập vào năm 1974 tại AQA. Đến năm 1977, chùa chuyển về địa chỉ 14 Avenue Henry Barbarous, Benue. Ngài Minh Tâm thế danh là Lê Minh Tâm, sinh năm 1940 tại Tuy Phong, Bình Thuận. Ngài xuất gia từ năm 9 tuổi. Ngài có pháp danh là Nguyên Cảnh, pháp tự Viên Dung, hiệu Minh Tâm, năm 1967. Ngài thọ giới tỳ kheo và sang Nhật Bản du học. Năm 1973, Ngài sang Pháp hoạt động Phật sự. Ngài là vị sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu năm 1990. Ngài viên tịch vào ngày 8 tháng 8 năm 2013, Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt kế tiếp quyền điều hành giáo hội, đã cùng Hội Phật giáo Khánh Anh tiếp tục xây dựng ngôi đại tự Khánh Anh tại Angry. Ngày nay, chùa Khánh Anh là ngôi phạm vũ trang nghiêm, tráng lệ, mang hai phong cách kiến trúc Á-Âu. Lễ đặt đá xây dựng chùa mới được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 năm 1995 tại Angry, ngoại ô Paris. Ngày 17 tháng 10 năm 2002, pho tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca bằng đồng, cao 4,5 m, nặng 4.500 kg, đúc tại Thái Lan, được đưa về an vị tại chùa. Đại lễ khánh thành chùa được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 năm 2015. Điện Phật được bày trí tôn nghiêm, thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiền định trên tòa sen. Phía trước có tượng Đức Phật A Di Đà, ba vị Phật Thích Ca, A Di Đà, Dược Sư. Hai bên tôn trí tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Chùa có bản tin Khánh Anh 3 tháng một lần, bản tin số 126 ấn hành vào tháng 10 năm 2020.
Thiền viện Trúc Lâm, Paris, Pháp. Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel, 91140 Villebon-Suite, Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km. Điện thoại số 00-3301-60-145815. Email truclamthienvien.villebon@gmail.com. Website www.truclamthienvien.fr. Sáng lập Hòa Thượng Thích Thiện Châu, trú trì Thượng Tọa Thích Tâm Huy. Thiền viện được Hòa Thượng Thích Thiện Châu cho xây dựng ở lưng chừng một ngọn đồi từ năm 1976, hoàn thành vào năm 1990. Ngài Thế Danh Hồ Đắc Cư, sinh năm 1931 tại Phú Vang, Thừa Thiên. Ngài xuất gia năm 1947 tại Tổ Đình Tây Thiên, Huế. Ngài sang Ấn Độ du học năm 1961, năm 1966. Ngài qua Anh và năm 1967. Ngài qua Pháp, hướng dẫn Phật tử tu học. Năm 1971, Ngài đậu bằng tiến sĩ triết học. Năm 1978, Ngài đậu bằng tiến sĩ quốc gia văn học và khoa học nhân văn. Ngài là chủ tịch sáng lập Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp. Ngài viên tịch vào ngày 5 tháng 10 năm 1998. Diện tích thiền viện chỉ khoảng 600 m², nhưng thiền viện có đầy đủ các công trình, chánh điện, giảng đường, thư viện, thiền đường, các thiền thất và vườn cây cảnh tuyệt đẹp. Mặt trước cổng thiền viện có hai cặp câu đối bằng chữ Hán và chữ Việt. Điện Phật có hoành phi, câu đối chữ Hán và các bao lam được chạm lộng công phu. Hệ thống tượng thờ được bày trí tôn nghiêm, tượng Tam Thế Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, bốn vị Bồ Tát, Vân Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan, vân vân. Ở vườn cảnh sau chùa có tôn trí pho tượng Đức Phật Thích Ca Lộ Thiên. Tự viện Linh Sơn, Paris, Pháp. Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue Jean-Auré, 94340, Donville-le-Bon, France, Pháp. Điện thoại 00-3301-48-83-7547. Website www.linhsonpapquoc.org. Sáng lập Hòa Thượng Thích Huyền Vi, trú trì Tỳ Kheo Thích Trí Kính. Tự viện Linh Sơn do Hòa Thượng Thích Huyền Vi thành lập vào ngày 30 tháng 1 năm 1977 tại Pháp Quốc. Ngài Thế Danh Lê Văn Huyền, sinh năm 1926 tại Ninh Thuận. Năm 9 tuổi, Ngài Quy Y, 12 tuổi, được Thế Phát xuất gia. Ngài có Pháp danh Như Khế, Pháp tự Giải Đạo, Pháp hiệu Huyền Vi, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41. Năm 1961, Ngài sang Ấn Độ học tại Viện Đại học Nalanda. Ngài đã trình luận án tiến sĩ với đề tài Cuộc đời và sự nghiệp của Tôn giả Xá Lợi Phất. Năm 1972, Ngài về nước giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Năm 1975, Ngài đến Pháp khai sáng giáo hệ Linh Sơn và thành lập trên 50 đơn vị chùa và hội Phật giáo Linh Sơn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, tráng lệ, hương án giữa tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên có hai tôn giả Ca Diếp và A Nan. Phía trước tôn trí tượng Ngũ Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm và bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Án thờ hai bên tôn trí tượng Hộ Pháp và Quan Công. Ở sân chùa có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên và Bồ Tát Quán Thế Âm trong bảo tháp. Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp. Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Couze, 69110 Saint-Étienne, Lyon, Pháp. Điện thoại số 00-3304-7859-7147 hoặc 0478-596607. Email tánhthiệt2002@yahoo.com. Sáng lập và trú trì Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, đệ nhất chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, Hội Phật giáo Việt Nam vùng Argonne-Amphipole,
thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1981 do ông Cao Văn Trường làm chủ tịch dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Tháng 5 năm 1982, hội đã tổ chức lễ an vị tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tháng 7 năm 1982, Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt từ Paris về làm chủ tịch hội. Ngày 23 tháng 12 năm 1982, hội đã mua lô đất rộng 1.528 m² của ông bà Aros ở San Polion. Ngày 18 tháng 12 năm 1983, hội đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây chùa tại lô đất mới này. Ngày 25 tháng 8 năm 1984, hội đã chuyển pho tượng Đức Phật Thích Ca về ngôi chùa mới và làm lễ an vị Phật trong 3 ngày 4, 5 và 6 tháng 5 năm 1990. Chùa tổ chức lễ khánh thành, sau đó từ năm 1992, hội mua thêm đất mở rộng ngôi chùa năm 1995. An vị tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 6 mét năm 2000, an vị cụm tượng Đản Sanh và cụm tượng Đức Phật nhập Niết Bàn. Chùa bị cháy vào ngày 18 tháng 6 năm 2006. Ngày 29 tháng 10 năm 2006, Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt đã tổ chức tái thiết chùa thành ngôi Phạm Vũ Khang Trang Mỹ Lệ, mang đậm nét kiến trúc Á Đông. Ngôi chùa mới được khánh thành trọng thể vào 3 ngày 3, 4 và 5 tháng 6 năm 2011. Điện Phật được bày trí tôn nghiêm, hương án giữa tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng cao 4,5 m và bộ tượng Tây Phương Tam Thánh. Án thờ hai bên tôn trí tượng Đức Phật A Di Đà bằng đồng và tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng đồng, mỗi tượng cao 2,5 m. Ở sân chùa có các cụm tượng Thích Ca Sơ Sinh, Đức Phật Chuyển Pháp Luân, Đức Phật Nhập Niết Bàn và 5 bức phù điêu lớn về cuộc đời Đức Phật. Cảnh chùa thật thoáng đãng, an tịnh, ngập tràn sắc xanh của cây cỏ và những chậu bonsai tuyệt đẹp. Chùa Hoa Nghiêm, Paris, Pháp. Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 Rue Jean-Jacques Rousseau, 94290, Villeneuve-le-Roi, Paris, Pháp. Điện thoại số 00-33-01-45-97-1703. Sáng lập Hòa Thượng Thích Trung Quán, trú trì Tỳ Kheo Ni Thích Đàm Lương. Chùa Hoa Nghiêm do Hòa Thượng Thích Trung Quán thành lập năm 1981 tại Villeneuve-le-Roi. Ngài thế danh Vũ Thanh Quát, sinh năm 1918 tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Năm 19 tuổi, Ngài xuất gia với Hòa Thượng Thích Đức Nhuận năm 1959. Ngài đã mang Phật giáo Đại Thừa sang truyền tại Lào, lập được 10 ngôi chùa. Năm 1978, Ngài sang Pháp, ban đầu ở chùa Quan Âm, chùa Hồng Hiên. Sau các Phật tử của Ngài ở Lào định cư tại Pháp thỉnh Ngài về Paris lập chùa Hoa Nghiêm năm 1979, Ngài là một trong 7 vị thượng tọa được Đại hội Tăng già Việt Nam tại hải ngoại họp tại Hoa Kỳ suy tôn lên ngôi vị Hòa Thượng. Năm 1990, Ngài được mời chứng minh Đại giới đàn Liễu Quán Âu Châu lần thứ nhất tại chùa Thiện Minh, San Polion. Ngài đã dịch 28 bộ kinh như Kinh Viên Giác, Kinh Hiền Ngu, Kinh Đại Thông Phương Quảng, Ngài viên tịch vào năm 2003. Điện Phật được bày trí tôn nghiêm, tôn trí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tọa thiền trên đài sen, phía trước an vị bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, hai bên thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng, ở tổ đường tôn trí tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, sau cổng Tam Quan, chùa tôn trí tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên. Chùa Vạn Hạnh, Saint-Eblaine, Pháp. Chùa Vạn Hạnh tọa lạc tại số 3 Rue du Souvenir, Rancé, 44800, Saint-Eblaine-Blois, Atlantique, Baie-de-la-Loire, miền Tây, nước Pháp. Điện thoại 00-33-02-40-85-04-59, email vanhanh@vanhanh.fr, Facebook Chùa Vạn Hạnh, website www.vanhanh.fr, FR, trú trì Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Miền Tây. Hội Văn hóa Phật giáo Miền Tây được thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1987.
để Hoằng Dương Phật Pháp phát triển các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Hội đã mua một nông trại bỏ hoang và mua thêm đất để xây dựng chùa Vạn Hạnh. Công trình được chính quyền thành phố Santa Upland cấp phép vào năm 2002. Ngôi chùa khang trang được khởi công xây dựng vào năm 2004. Chùa đã tổ chức đại lễ khánh thành vào ngày 8 tháng 6 năm 2008. Hai tháng sau, ngày 19 tháng 8 năm 2008, chùa vinh dự cung đón Đức Đạt Lai Lạt Ma, Quang Lâm Đạo Tràng, chú nguyện tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên, chủ lễ cầu nguyện thế giới hòa bình và thuyết giảng cho tăng ni và Phật tử trong vùng. Chùa đã tổ chức lễ hoàn nguyện các công trình xây dựng mới vào ngày 27 tháng 8 năm 2017. Điện Phật được bày trí trang nghiêm, hương án giữa tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niêm hoa, trước có bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, án thờ hai bên tôn trí tượng Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Chùa có tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên đặt trước hòn Nông Bộ lớn trong vườn cây cảnh xanh mát, tuyệt đẹp. Chùa Phật Quang, Valence, Pháp. Chùa Phật Quang tọa lạc tại số 163 bis Rue de Montpellier 26000 Valence. Điện thoại 0033047556 54 46. Sáng lập Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, đệ nhất Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Trú trì Thượng tọa Thích Quảng Viên. Địa điểm chùa Phật Quang ngày nay nguyên là hội quán thể thao được chính quyền thành phố Valence nhượng lại cho Hội Phật giáo Valence. Năm 1988, Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt đã ký hợp đồng với ông thị trưởng thành phố Valence mượn hội quán này thành lập chùa Phật Quang với điều kiện nếu không còn sinh hoạt Phật sự nữa thì trả cho chính quyền. Đến năm 2016, Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quảng Viên làm hội trưởng Hội Phật giáo Valence, kiêm trú trì chùa Phật Quang. Năm 2018, Thượng tọa Thích Quảng Viên đã ký hợp đồng với ông thị trưởng nhượng lại một đồng tiền danh dự để xây dựng chùa Phật Quang với điều kiện không được bán hoặc nhượng lại cho người khác. Chùa được xây dựng khang trang trên khu đất rộng 1.500 m², gồm cổng tam quan, ngôi chánh điện, trai đường, vườn chùa và các công trình phụ khác. Mái tiền đường xây kiểu chồng diêm, ở giữa có pháp luân. Điện Phật được bày trí tôn nghiêm, thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tây Phương Tam Thánh, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Hộ Pháp, v.v. Ở sân vườn, chùa tôn trí nhiều tượng lộ thiên như Đức Phật A-di-đà, Thích Ca Sơ Sinh, Bồ Tát Quán Thế Âm, v.v. Đặc biệt, chùa có dựng đài liên hoa, chùa một cột thu nhỏ nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm ở sân trước ngôi chánh điện. Tìm Phật Pháp của thế nhân, tìm khắp nơi trong tứ cõi ta bà, nào kiết già, nào thiền tịnh tăng chay. Dưới có 12 cửa ngục, trên có 9 tầng trời. Phật ở tâm ta sao không thấy, cầu Phật ở người thế mới vui. Tự quán thông tâm ta sẽ hiện, đích thị lời Phật dạy không sai. Thank you.
cuộc đời này làm nỗi trong gai, hai bàn tay ta xoay chuyến khôn càng. Ta đi tìm Phật pháp của thế già, nào thiền tình tăng trai dưới 12 trên cao 9 thiên tầng. Phật tức tâm ai ơi hãy nhớ lấy, tâm hiền từ là Bồ Phật tức tâm ai ơi hãy nhớ lấy, tâm hiền từ là Bồ Tát Quan Âm, tâm từ bi Thích Ca Mâu Ni Phật, tâm hiền lành tâm tức Phật. Phật pháp của thế nhân tìm khắp nơi trong tứ cõi ta bà, nào kiết già, nào thiền tịnh tăng trai dưới 12 trên cao 9 thiên tầng. Thank you.
đời là